Đường chuyền đỡ ngược ra tay của như vậy là Trương Văn Thành Quý đã được tung vào sân. Trương Văn Thành Quý, Phạm Ngọc Châu, cầu thủ áo xanh đang chém sân. Trương Văn Thành Quý, cú đá chân vào. Đó là Trương Văn Thành Quý các bạn ơi, đó là ngôi sao, đó là tuyển thủ của U22 Việt Nam, Trương Văn Thái Quý, một tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và Trương Văn Thái Quý đã tỏa sáng đúng lúc đúng nơi, một tình huống ra trận cực kỳ chất lượng, tỷ số được khuynh mình 2-2.